Vâng, lời đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý bạn. Và trong video của ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý bạn, đây là chiếc lọc xì Victor CA80. Một sản phẩm lọc xì không cần nói nhiều và không cần nói thêm một cái tí gì cả. Bởi vì thực sự ra đây là một sản phẩm dành cho những người chơi lọc xì. Phải đến một cái ngưỡng nhất định thì chúng ta mới có cái sự đam mê với chiếc lọc này được. Đây là một chiếc lọc hết số của dòng Victor. Nó được thiết kế 10 giải tần một vế và cần gạt bi, và có màn hình hiển thị ở giữa, chiều rộng của nó là 46,7 cm. Và đây là độ đẹp của sản phẩm. Ruột gan bên trong thì bao zin cho anh em toàn tập. Không những zin mà độ đẹp của nó còn mỹ mãn luôn. Đây các bạn nhìn này. Đế của nó là sắc xi vàng nhé. Số seri khung của nó là 255 đuôi cuối. Đây là phần hậu sau của sản phẩm. Tín hiệu cổng vào là cổng input, ra là output. Tiếng của bọn này thì quá chất rồi, không có gì phải nói. Đây là nút qua quai và không qua quai này. Còn đây là cái nắp của nó. Con này có giá là 11.200.000. Đây, cái số seri của nó thường thường nó được ghi ở mặt dưới. Số seri của nó 166. Cái chỗ này nó mờ đi một chút này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và phần đế của nó rất đẹp. Giá là 11.200.000, không bao gồm tiền cước phí. Mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972192087. Và âm ly Pioneer i9 nhà em vẫn còn, hàng nguồn vàng, chuyên trị loa ngà. Chiếc âm ly này bên em đang bán ra với giá là 7.300.000 một chiếc. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio. Mọi thông tin anh em liên hệ qua số điện thoại 0972192087. Cảm ơn anh em một lần nữa.